Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, chân chạy chủ nhà Hoàng Nguyên Thanh một lần nữa chinh phục thành công đỉnh núi Bà Rá ở độ cao lên đến 723m so với mực nước biển với thành tích tốt nhất. Đây là năm thứ 8 liên tiếp nhà vô địch Marathon SEA Games 31 giành danh hiệu vua leo núi khi dễ dàng bỏ lại các đối thủ ở phía sau với những bước chạy thể hiện đẳng cấp vượt trội. Ở giải nữ, Nguyễn Thị Oanh không khó để loại bỏ sự đeo bám của hai đối thủ nặng ký nhất là Phạm Thị Hồng Lệ và Hoàng Thị Ngọc Hoa. Ngay trên đoạn đường bằng, ngôi sao người Bắc Giang đã tăng tốc tạo khoảng cách với túp sau để một mình tiến lên đỉnh Bà Rá, đăng quang thuyết phục danh hiệu nữ hoàng leo núi. Em không biết là các bạn vận động viên khác như thế nào, nhưng mà đối với em thì mỗi một lần tham gia thi đấu giải này thì nó đều là một cảm giác thực sự là tràn đầy thử thách, khó khăn và đầy cam go, bởi vì là không chỉ riêng gì đối thủ mà chúng ta cần chiến thắng chính bản thân mình đầu tiên. Giải vô địch quốc gia Việt giã leo núi Bà Rá 2024 đã bước sang tuổi 29. Năm nay giải thu hút hơn 1.500 vận động viên tham dự ở nhiều hệ, đội tuyển, trẻ và phong trào.